VOA đừng bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam vừa có hàng loạt hoạt động ngoại giao của các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng. Đây là những hoạt động bình thường nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm mở rộng quan hệ quốc tế, tiếp tục duy trì và nâng cao các quan hệ đã có, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Thế nhưng, bên cạnh những cái nhìn thiện cảm, những nhận định đánh giá khách quan về ý nghĩa, tầm quan trọng và thành công của những chuyến thăm và các hoạt động ngoại giao nổi bật ấy, đâu đó vẫn còn những cái nhìn thiển cận, những ý kiến phiến diện, suy diễn chủ quan của một số nhân vật thiếu thiện chí, phần tử bất mãn, phản động, chuyên tìm cách chống phá Việt Nam, chẳng hạn như trên VOA Tiếng Việt vừa đăng bài. Thủ tướng Trung Quốc thăm Việt Nam là vừa đấm vừa xoa sau khi bị lên án về hành hung ngư dân. Từ sự kiện này, bình luận về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, VOA Tiếng Việt viết: giới quan sát cho rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm có vẻ dường như sẽ đưa đất nước gần đến Mỹ và phương Tây hơn là với Trung Quốc, và điều này có thể khiến Bắc Kinh phải dè chừng. Đây là giọng điệu tù mù, nói theo kiểu quăng chài không có cơ sở, dễ gây sự hiểu lầm về đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam. Một điều dễ nhận thấy rằng trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại. Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa dạng hóa, đa phương hóa, quan hệ đối ngoại. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp công tác đối ngoại của Việt Nam có được những bước phát triển đột phá. Việt Nam chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam luôn ủng hộ sự cởi mở, linh hoạt và nỗ lực ngày càng để cải thiện các mối quan hệ quốc tế và tham gia vào mọi lĩnh vực. Việt Nam đã xây dựng nên trường phái ngoại giao của Việt Nam, được mô tả mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam với gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước đối tác trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách ngoại giao 4.0, thực tế đã chứng minh chính sách này là phù hợp và có hiệu quả rõ nét, chứ không phải như những kẻ xấu xa, rêu rao thực hiện chính sách 4.0. Việt Nam sẽ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện của hầu hết các nước lớn. Với chính sách ngoại giao 4.0, Việt Nam không bao giờ có ý nghiêng về gần nước này để xa lánh nước kia, như VOA bình luận. Đối với Mỹ và các nước Tây Âu cũng như EU, Việt Nam luôn khẳng định coi trọng tăng cường hợp tác nhiều mặt cho tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai bên. Đối với Trung Quốc, Việt Nam cho rằng hai nước có nhiều thuận lợi và điểm sáng để phát triển quan hệ ngoại giao. Có thể nói dư địa phát triển, thúc đẩy nâng cao hơn nữa quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ở mức cao nhất trong lịch sử, dù có giờ luận điệu chiêu trò gì đi chăng nữa, VOA Tiếng Việt cũng như những người thiếu thiện chí với Việt Nam cũng không thể chia rẽ được mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, không phủ nhận được những thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.